Dạ, kính thưa đại chúng, sau đây con xin phép đọc Phật Đà Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Phật, Phật là đấng tối thượng lành, đại bi độ thế nên thành Phật ân. Phật đà không có tham sân, si mê diệt hết Phật ân trọn lành chánh trí tuệ giác vô sanh hành minh viên mãn thiện lành vô song tùy duyên nói pháp lợi tha thế gian chân tục gần xá tỏ tường điều ngữ bậc tối thượng vương những gian thiên giới tựa nương phật đà chánh tri giác ngộ cao xa phật đà tự giác giác thá mở đường thể tôn phước báo phí thường bậc đáng cúng dường phước quả vô biên bậc ứng cúng nhân gian thiên giới lòng thành cũng dàn lớn đấng cha lành từ tôn lập nên bảo tháp thiền môn vì ngài đáng được kính tôn cúng vàng vì ngài đã hết buộc ràng sạch tán phiền não thuộc hàng thượng nhân vì ngài có đại thâm ân đại bi đại trí đại nhân thánh hiền vì ngài trí đức vô biên mở đường thoát đến miền lạc an pháp lành phổ độ trần gian giúp cho những thế tiêu tan não phiền ngài là tối thượng phước điền cúng vàng thì được phổ biến phước lành vì ngài phổ độ chúng sanh bằng nhiều phương pháp thiện lành khác nhau có người ngộ trước ngộ sau Cũng vàng là tạo phước màu vô sinh Vì sao duyên độ hữu tình Cũng vàng đức Phật cao minh thiện lành Cũng vàng mong thoát tử sanh Cũng vàng lớn bậc thiện lành tối cao Bậc chánh tri Phật là bậc chánh biến tri vì ngài có trí không gì cản ngăn. Mặt trời soi sáng thế gian nhưng không sáng đến muôn ngàn ngục sâu. Chánh tri tuệ giác nhiễm màu sáng soi muốn cõi dù sâu ngút ngàn sáng soi thấu tỏ thế gian những duyên quả báo lạc an khổ sầu Sáng soi thiên giới do đâu Những duyên gì hưởng phước màu lạc an Chánh tri quá khứ muôn ngàn Bao nhiêu kiếp trước từng làm nghiệp chi Tự sinh sinh tự chánh tri Sáng soi hiện tại là vì những duyên tùy theo tri kiến hiện tiền, nghiệp nhân quả báo phổ biến chập trùng, tương lai Chánh trí tận cùng, kỹ nào giác ngộ Hải hùng tử sinh, khí nào chấm dứt vô Minh, khí nào diệt tận tải sinh vô thường, Chánh tri giác ngộ tỏ tường, toàn giác trí mở đường vũ sinh, bậc minh hạnh túc Phật đà minh hạnh đủ đầy trải qua bao kiếp dựng xây mà thành. Minh là tuệ giác khởi sanh, tuệ trí sự thật các hành nhân duyên. Hạnh là giới đức chu viên lục. Căn phòng hộ tiện hiền vị tha. Minh là trí sáng bao la. Tuệ trí quá khứ nghiệp ta đã làm. Hành là trí túc vô tham. Sống trong tỉnh thức luôn làm vị tha. Minh là trí tuệ sâu xa. Rõ thông tám giới nghiệp và chúng sanh hạnh là tàm quý đa văn đức tinh tinh tấn thiện lành cần chuyên minh là trí sáng phổ biên biết tâm người khác hiện tiền nghĩ suy hạnh là chánh niệm oai nghi nhập vào thiền chứng tâm thì lạc an minh là lậu tận niết bàn Sạch bắn phiền não chỉ còn tuệ tri bậc minh hạnh túc đã vì Chúng sinh mê muội thực thi nhiều đời Trao dồi minh hạnh chẳng rời Kết thành trí đức ở nơi Phật Đà bậc Thiện thể. Phật Đà chỉ nói lời lành gọi là thiện thể ngôn hành vị tha, những gì lợi ích nói ra đúng thời đúng lúc để mà độ sinh. Thế gian vô số hữu tình, mỗi người tư tưởng tâm linh chẳng đồng tùy duyên nói pháp sâu năm ngộ người chứa ngộ cũng đồng thoát ra đại dương rộng lớn bao la nước thuần vị mặn ấy là đại dương phật đà nói pháp nhiều phương chỉ thuần một vị thoát đường tự sinh pháp lành chuyển hóa tâm linh cho người giác ngộ vì mình hiểu sai xưa nay sinh tử kéo dài chỉ vì mê muội đúng sai chẳng tường pháp là ánh sáng dẫn đường bỏ tà theo chánh thì thường an vui khổ đau phiền não chốn vùi nghe lời thiện thể án vui lâu dài phật là thiện thể không sai phật là đại giác như lái thiện lành bậc thế gian giải phật đà hiểu rõ thế gian Vô biên thế giới muôn ngàn chúng sinh, Tùy theo nghiệp tạo của mình, Noãn thai thấp hóa muôn hình khác nhau, Ngục sâu đến tận á tỳ Trời cảo phí tưởng cũng vì nghiệp nhân. Ba mươi mốt cõi xa gần, Gọi là tam giới một phần thế gian tiểu thiên thế giới một ngàn Trung thiên một triệu thế gian xa gần Đại thiên hàng tỷ thế gian Phật đà sát ngộ ba ngàn đại thiên Chúng sinh thế giới vô biên Con đường quanh quẩn não phiền tử sinh Con đường giải thoát vô minh con đường chánh đạo vũ sinh thoát trần phật đà giảng pháp chánh chân các hàng thế giới xa gần khác nhau người nào kinh cảm thì mau nương theo giáo pháp đạo màu tu tâm để mà gieo tạo phước ân để mà giải thoát lỗi lầm tự sinh. Phật Điều Ngữ trưởng Phu Phật là Điều Ngữ trưởng Phu Bậc Thầy hướng đạo chó dù là ai Nhân gian thiên giới rộng dài Chúng sanh lành giữ không ai bằng Ngài dù cho già trẻ gái trai sang hèn ngũ trí ở gần ở xa có nhân duyên với phật đà ngài đều xác ngộ cải tà quy chân từ phàm nhân đắc thánh nhân từ người tội lỗi cũng dần thiện ra những người bất tiện sang tà trở nên hiền thiện thật thà chánh chân những người tham dục hận sân Xá lìa tham dục lòng dần từ bi những người phiền não ngu si trở thành trí tuệ sầu bị phái tàn những người đau khổ bất an trở nên hạnh phúc niết bàn ngộ ra những người sanh tử chưa qua giờ đẩy theo pháp phật đà rãng tu quả là điều ngữ trưởng phu phật đà tối thượng vẫn du độ đời bậc thầy của trời người bậc thầy hai cõi nhân thiên bậc đạo sư của mọi miền thế gian, bậc khai mở đạo niết bàn từ những gian đến các hàng chữ thiên lắng nghe xảo pháp thiện hiền ngộ ra chân lý an nhiên thoát trần. bậc thầy giảng pháp chánh chân, bậc thầy giải pháp thượng nhân thiện lành bậc thầy phổ độ chúng sanh, dạy người bỏ ác làm lành thân tâm, dạy người bỏ hết lỗi lầm, dạy người những pháp tu tâm tịnh lành, dạy người giác ngộ tử sanh, dạy người giải thoát khỏi nánh tử thần, pháp môn bất tử chánh chân, bậc thầy dạy đạo thoát trần vũ vi nhân gian thiên giới quy y bậc thầy cáo thượng đã vì những thiên mở khai đạo pháp thánh hiền bậc thầy hai cõi nhân thiên phật đà bậc giác ngộ phật đà giác ngộ chánh chân tuệ trí sự thật thành ẩn Phật đà ngộ ra chân lý sâu xa nhân sinh thế giới Phật đà ngộ sâu chúng sinh khi chết đi đâu luân hồi sinh tử từ lậu xoay vần khổ là sự thật chánh chân có sinh có khổ cả thân tâm này tập là phiền não xấu dày phụ minh tham ái từng ngày là nhân việc là giải thoát từng phần khí nào diệt hết được những não phiền đạo là đường chánh thiện hiền tuệ trí sự thật án nhiên thoát trần đó là sự thật chánh chân đó là thánh đế thoát trần vô sinh. Đó là trí tuệ cao minh, Phật đà tu tập tự mình ngộ ra bốn đường chân lý sâu xa, Phật đà xác ngộ để mà truyền trao. Con đường giải thoát tối cao con đường xác ngộ đi vào vô sinh con đường diệt tận vô minh con đường giải thoát tự sinh luân hồi bậc thế tôn thế tôn thừa tự phước lành mười bả lá mật đã hành chủ viên khi xưa bố thí cần chuyên Ngài nãi là bậc phước điền thế gian Ký xưa giữ giới làm lành Ngài nãi hưởng phước thanh danh muôn đời Ký xưa xả tục xuất gia Ngài nãi giải thoát vượt qua luân hồi Ký xưa trí tuệ trao dồi Ngài nãi tự giác ngộ rồi giác tha khi xưa tinh tấn làm lành ngài nãi nỗ lực độ sanh không ngừng khi xưa nhẫn nại mỗi bề ngài nãi thần lực không hề sợ ai khi xưa chân thật không sai nãi người tính tưởng lời ngài nổi ra khi xưa quyết định Chánh tà nãi ngài quyết định những là thần thông khi xưa từ ải mến mong nãi ngài phổ độ sổ đông muôn ngàn khi xưa buông xả chẳng màng nãi ngài giác ngộ mở đàn vũ sinh thể tôn trị đức cao minh thể tôn thừa tự nghiệp mình tạo ra thể tôn chánh xác phật đà thể tôn là đấng thật là tội cao niệm phật niệm phật tưởng nhớ phật ân chính ân cao thượng chánh chân phật đà phật là bậc đáng cúng dàn vì ngài giải thoát buộc ràng thể gian chánh trí tuệ xác muốn ngàn vì ngài hiểu rõ chánh tà đúng sai hành lành trí đức đủ đầy phước lành trí tuệ tạo gây nhiều đời nói ra chân chánh đúng thời thiện ngôn giảng giải là lời pháp ban tận tường ba cõi thế gian thấp cao tốt xấu muôn ngàn khác sai điều phục tất cả những ai có duyên ngộ đạo như lai độ trì nhân gian thiên giới quy y bậc thầy hãy cõi chánh tri Phật đà tự mình đã giác ngộ ra chỉ đường nhân thế thoát quá khổ sầu thể tôn đức hạnh thâm sâu mười ba lá mật từ lâu đã hành chính ân đức Phật thiện lành Nhớ ghi tưởng niệm thì thành niệm ân. Dạ, con kính thưa đại chúng, con vừa đọc xong Phật Đà kệ của tác giả sư Thanh Minh. Con kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.